Mẫu bàn học hòa phát kiểu dáng hiện đại đi kèm các tính năng thiết kế thông minh cho phép trẻ có thể tự do điều chỉnh độ cao và độ nghiêng mặt bàn thông qua trục tay quay bên hông bàn học. Sản phẩm bàn BHS51 sử dụng phần mặt viết chất liệu gỗ melamin dán nẹp cao cấp, vừa tạo tính thẩm mỹ, vừa an toàn cho trẻ. Bên trên mặt bàn học thông minh BHS51 trang bị một kệ sách với thiết kế đẹp mắt có các tầng kệ kết hợp tấm hậu bằng tôn sơn màu sắc đẹp mắt phù hợp với trẻ nhỏ bàn học hòa phát sử dụng phần khung chân bằng thép sơn trắng. Các chi tiết, khung thép được chú trọng bo tròn tạo sự an toàn và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Bàn học cho bé tại nhà của nội thất hòa phát thiết kế thông minh đi kèm phần hộp ngăn kéo bằng nhựa và một hộp ngăn kéo bằng gỗ công nghiệp kết hợp. Bên cạnh gầm bàn BHS51 có một hộp nhỏ cánh mở cho phép trẻ có thể bảo quản cặp sách, đồ dùng học tập của mình. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.